Liên Quân Mobile thắng bại tại kỹ năng. Sài Gòn Phantom, V-Gaming lọt vào tứ kết, Team Flash chia tay AIC 2021. MV bài hát chủ đề giải đấu AIC 2021, Time Makes Heroes đã chính thức ra mắt. Clash of Campus mùa 2 quay trở lại với tổng tiền thưởng 80 triệu đồng. Bảng đấu và lịch trình vòng loại đấu trên danh vọng Serie B mùa đông 2021. Xin chào. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin Mega News tuần này. Như vậy là vòng bảng của AIC 2021 đã chính thức khép lại sau rất nhiều những diễn biến gay cấn và kịch tính. 8 đội tuyển bước tiếp vào tứ kết đã có tên. Bây giờ thì hãy cùng Phương Thảo đến ngay với tin tức đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay nhé. Sau lượt đi vòng bảng thì cả V-Gaming và Sài Gòn Phantom đều giữ một phong độ hủy diệt khi luôn nằm ở top đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì rất tiếc khi mà đại diện thứ 3 của Việt Nam đó là Team Flash phải chính thức nói lời chia tay với AIC 2021 dù đã có lúc họ nắm trong tay quyền tự quyết. Ngày 2 tháng 12 chỉ diễn ra 3 trận đấu với tâm điểm là cuộc đua giữa Mad Team và V-Gaming. Mad Team đã có những thay đổi ở đội hình chính khi lão tướng Yu-Jong thay thế cho Kawai. Ở ván đấu đầu tiên, cả hai đều nhập cuộc với tâm thế thăm dò đối thủ. Trong khi V-Gaming là đội có lượng tiền tốt hơn, thì đại diện đến từ GCS lại vượt trội trong những tình huống ra tranh tổng. Bước ngoặt chỉ đến từ phút thứ 20 của trận đấu, Yu-Jong phát động tấn công bằng cú đẩy của Superman. Tuy nhiên, Maris đã có pha outplay vô cùng đẳng cấp để giúp V-Gaming thắng thế. Với điểm tựa là con Seiza bạo chúa, đoàn quân vàng đen đục thẳng đường giữa và vươn lên dẫn trước. Thừa thắng xông lên, V-Gaming bước đến ván 2 với một tâm lý vô cùng quyết tâm. Họ sớm lấn lướt đối thủ từ ngay giai đoạn đầu để tạo ra giãn cách về mặt lượng tiền cũng như mạng hạ gục, khiến cho Mad Team chỉ biết co cụm phòng ngự. Điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 17, một lần nữa con Seiza bạo chúa trở thành chìa khóa giúp hạt giống số 2 của Việt Nam kết thúc đi ván đấu để tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng. Hai trận đấu còn lại cũng không có gì bất ngờ khi chiến thắng đều gọi tên các đội tuyển được đánh giá cao hơn. Ngày 3 tháng 12 quả thực là một ngày thi đấu vàng của Liên Quân Việt Nam khi chúng ta góp mặt trong tới 4 trận đấu. Ở cuộc đối đầu sớm nhất, Team Flash tiếp tục chuỗi phong độ nghèo nàn khi thất thủ 0-2 trước đại diện đến từ khu vực GCS, One Team Esports. Ngay sau đó, Sài Gòn Phantom cũng đã không gặp bất kỳ khó khăn trước một underrank yếu nhất bảng B. Chiến thắng đầu tiên ở AIC 2021 cuối cùng cũng đã mỉm cười với Team Flash bởi họ cũng nhanh chóng trút giận lên đại diện của MSP. Điều đặc biệt ở trận đấu này là việc Gray và ADC có lần đầu tiên thi đấu chính cùng với nhau. Trận đấu muộn nhất cũng chính là trận đấu được mong chờ nhất giữa Tân Vương đấu trường rộng mùa đông 2021, Sài Gòn Phantom và Tân Vương GCS mùa hè 2021, Hồng Kông Attitude. Những diễn biến đầu tiên trong ván thứ nhất cũng đã phần nào cho thấy trình độ cân bằng giữa hai đội tuyển khi mọi thông số đều sắp xỉ nhau. Mấu chốt trận đấu là tình huống ở phút thứ 12, tưởng chừng như Lai Bâng đã có pha băng vào quá sâu, tuy nhiên những người đồng đội của anh ta đã làm quá tốt. Red có riêng cho mình cú double kill, giao tranh thắng lợi, giúp những bóng ma xài thành kiểm soát hoàn toàn thế trận. Hồng Kông Attitude gần như không có cách nào để lấy lại cân bằng và chỉ lùi sâu ở phần trụ nhà. Sau hơn 16 phút thi đấu, Sài Gòn Phantom có được chiến thắng và tạm thời dẫn 1-0. Trái ngược với kịch tính trong ván 1 thì ván 2 lại chứng kiến sự lấn lướt hoàn toàn của hạt giống số 1 Việt Nam. Khi trời còn chưa sẩm tối, những bóng ma Sài Thành đã tiến thẳng vào trụ nhà của đối phương và kết thúc đi trận đấu một cách cực kỳ chóng vánh. Đây là một trong những ngày đáng quên với Hồng Kông Attitude bởi trước cặp đối đầu này, họ cũng đã sớm chia điểm với One Team Esports. Ở một diễn biến khác, Valencia CF Esports giành 3 điểm trọn vẹn trước Archangel. Mọi sự chú ý của ngày 4 tháng 12 đều hướng về cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng của V-Gaming gặp Decathlon. Han gây bất ngờ với con bài Quizic thì Tony cũng không kém cạnh khi mang Batman đi trợ thủ. Ván đấu thứ nhất, các nhà đương kim địch AWC là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và có lượng tiền nhỉnh hơn bất chấp việc thua thiệt ở giao tranh tổng. Tuy nhiên, mọi thứ đã đổi chiều sau pha tranh chấp con Seiza bạo chúa. Han với cú hút trí tử kết hợp với bão phi tiêu của Hoàng TD đã khiến đội hình Decathlon tàn vỡ. Thất bại này chắc chắn đã khiến MOP và các đồng đội không thể cạnh tranh ngôi đầu. Chính vì thế, ván đấu thứ hai được coi là show match giữa V-Gaming và Decathlon. DHT cũng có lần đầu tiên thi đấu ở AIC khi vào sân thay cho Maris. Dù lựa chọn những vị tướng khá ngoài meta như Zuka đi rừng hay Han lại cầm Elsu đi trợ thủ, tuy nhiên chung cuộc, Đại Bàng Đen vẫn giành 3 điểm trọn vẹn để kết thúc vòng bảng với 6 trận toàn thắng. Trong khi đó, Buriram United Esports bất ngờ chia điểm với All Gamers. 4 cặp trận còn lại đều kết thúc với tỷ số 2-0, nghiêng về các đại diện mạnh hơn. Như vậy, các đại diện đi tiếp vào tứ kết của bảng A đã được xác định, lần lượt là V-Gaming, Decathlon, Buriram United Esports và Mad Team. Ngày thi đấu cuối cùng của bảng B cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để Team Flash hy vọng vào một suất vào vòng trong. Niềm tin đó sớm được củng cố khi có One Team Esports đã có chiến thắng đầy quả cảm trước Valencia CF Esports dù họ luôn là đội bị chèn ép.
Tuy nhiên rất đáng tiếc khi Xuân Bách và các đồng đội đã bất ngờ bị Archangel cầm hòa ở trận đấu diễn ra ngay sau đó và chính thức hết cơ hội lọt vào vòng trong. Các trận đấu còn lại ở bảng B đều kết thúc với tỷ số 2-0. Bốn đội đi tiếp lần lượt là One Team Esports, Sài Gòn Phantom, Hồng Kông Attitude và Valencia CF Esports. Với thứ hạng như vậy, các cặp đối đầu ở tứ kết đã được phân định. Trận 1, VGaming gặp Valencia CF Esports, Sài Gòn Phantom có màn tái ngộ đầy duyên nợ với Buriram United Esports, trong khi My Team nội chiến One Team Esports. Cặp trận cuối cùng sẽ là cuộc chạm trán giữa hai nhà vô địch Dictalon gặp Hồng Kông Attitude. Vòng tứ kết sẽ diễn ra bắt đầu từ 12 giờ ngày 9 tháng 12 trực tiếp trên các kênh sóng của Liên Quân Mobile. Các bạn khán giả hãy chú ý theo dõi và cổ vũ cho các đại diện của Việt Nam. Bài hát chủ đề của AIC 2021 Time Makes Heroes được thể hiện bởi Yena Wei, một trong bốn nữ idol của nhóm nhạc Wei xinh đẹp đã được ra mắt. Với việc thể hiện dòng nhạc epic mang âm hưởng hùng tráng, cùng với đó là việc tái hiện những khoảnh khắc lịch sử của các giải đấu liên quân quốc tế, bài hát đã để lại trong lòng khán giả rất nhiều ấn tượng. Nhằm tôn vinh những thử thách mà các đội tuyển đã vượt qua trên hành trình đến với chức vô địch cùng sự ngoan cường đã đưa họ lên tới đỉnh cao, Time Makes Heroes là lời tán dương, động viên tinh thần các tuyển thủ trước những khoảnh khắc trọng đại nơi họ chiến thắng mọi khó khăn để trở thành những người hùng thực sự của Liên Quân Mobile. Xuất hiện trong MV là hàng loạt những khoảnh khắc làm nên những nhà vô địch đã đi vào lịch sử của các giải đấu quốc tế trong các năm qua. Từ tình huống thủy thần quyết định đưa SMG lên ngôi vô địch tại AIC 2017 cho đến cú luyện ngục 2 tỷ 3 của Flash Runback tại AWC 2019 hay pha bách đo tinh quái của MOP tại AWC 2021, tất cả đều xuất hiện trong MV như một lời gợi nhắc về những khoảnh khắc lịch sử. Ngay sau khi ra mắt, bài hát chủ đề của AIC 2021 đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả hâm mộ về cả phần hình ảnh lẫn âm nhạc. Bài hát chính là món quà mà Liên Quân muốn dành tặng cho các tuyển thủ đang thi đấu tại AIC 2021. Hy vọng rằng với những khoảnh khắc vô địch lịch sử được lồng ghép trong MV, bài hát sẽ tiếp thêm động lực cho các đội tuyển để tiếp tục chinh phục chiếc cúp AIC 2021, đặc biệt là các đại diện của Việt Nam. Sau thành công của Clash of Campus mùa xuân 2021, giải đấu liên quân dành cho các bạn sinh viên lớn nhất toàn quốc đã chính thức quay trở lại rồi. Quy tụ hơn 80 trường học và cùng với đó là số tiền thưởng lên tới 80 triệu đồng. Hạn đăng ký tham gia vẫn còn kéo dài tới ngày 10 tháng 12. Hãy nhanh tay đăng ký nhé! Clash of Campus sẽ được chia làm 5 giai đoạn kéo dài trong hơn 1 tháng. Vòng loại trường sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12. Ngay sau đó sẽ là vòng loại toàn quốc từ 18 đến 19 tháng 12. Vòng bảng sẽ được thi đấu từ 31 tháng 12 đến 9 tháng 1. Tiếp theo là vòng chung kết từ 14 tháng 1 đến 21 tháng 1. Trận chung kết tổng giữa hai ngôi trường xuất sắc nhất sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 1. Đội vô địch sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền thưởng, á quân là 20 triệu đồng. Đội hạng 3 và hạng 4 lần lượt là 12 và 6 triệu, từ hạng 5 đến hạng 8, mỗi đội sẽ đem về 3 triệu đồng. Và đó là những thông tin về Clash of Campus. Còn đấu trường danh vọng Serie B mùa xuân 2021 thì sao? Giải đấu đã chính thức đóng đơn đăng ký và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn vòng loại rồi. Sau đây hãy cùng Phương Thảo nhìn lại lịch trình cũng như là bảng đấu của vòng loại hai khu vực để cùng tìm ra những cái tên xuất sắc nhất cùng với Khánh Hòa và Nghệ An. Hai đội tuyển đã giành được thành tích cao nhất tại tứ phương đại chiến mùa vừa qua, bước vào giai đoạn vòng bảng nhé. Sau 5 ngày mở đăng ký, đấu trường danh vọng Serie B mùa đông 2021 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đăng ký từ các đội tuyển trên khắp cả nước. Trong đó, 36 đội tuyển có thông tin đăng ký hợp lệ đã đạt đủ điều kiện tham dự vòng loại diễn ra từ ngày 4 tháng 12 đến hết ngày 9 tháng 12 năm 2021. Hai đội đứng đầu vòng loại mỗi khu vực sẽ giành suất vào vòng bảng của đấu trường danh vọng Serie B mùa đông 2021. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Mega News ngày hôm nay mất rồi. Các bạn khán giả đừng quên, ngoài việc theo dõi những diễn biến mới nhất của AIC thì có thể truy cập vào website aic.liênquân.gaina.vn để bên cạnh cập nhật tin tức, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ và dinh về những phần quà hấp dẫn nhé. Còn bây giờ thì Phương Thảo xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn khán giả trong những số Mega News lần sau. Bye bye!